Từ sư con có nghe nói về niệm Phật và niệm ân Đức Phật vậy hai cách niệm này có điểm gì khác nhau? À... Tại vì á người Việt Nam, nha sư nói thẳng là người Việt Nam mà theo Phật giáo bắt truyền khi nhắc đến cái chữ niệm Phật á, quý vị đã ăn chết vào trong đầu đó là lục tử di đà ăn chết rồi. Chính bởi vì như vậy đó, khi mà cái đề mục tý tức là đề mục tùy niệm Phật, hoặc nói cách đúng hơn là đề mục niệm Phật một cách đúng đắn, thì các vị phải dùng cái cách khác, dùng một cái từ khác để tránh nhầm lẫn. Có thể ở đây là niệm ân Đức Phật, hoặc như sư hay dùng là từ tùy niệm Phật. Để chi? để quý vị nghe đó và quý vị thực hành theo nó sẽ tránh cái chuyện quý vị nhầm lẫn với cái chuyện lục tự di đà chứ còn mà nói niệm phật thì nhiều người họ cứ đem lục tự di đà ra thì nó không đúng ừ chẳng qua là đây là cái cái từ để mà phân biệt thôi